Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 11 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm. Với cái giá hôm nay thì cũng rất là rẻ, nói chung là cái tầm thời điểm mà đang sưu tầm những cây lan đẹp để thưởng thức hoa Tết mà giá cực kỳ là hợp lý luôn cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan hỏa hoàng cam. Một cái dòng lan mà có những cái bông hoa vươn cao với sắc hoa cam lửa rực rỡ, cực kỳ là xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. Và cái dòng hỏa hoàng cam này em xin phép được bán với giá là 280.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và em sẽ bán ngay từ 0,2 kg rồi đấy cô chú anh chị. Với 0,2 tức hơn 50.000 thôi ạ. Cô chú anh chị mình có những cái trụ hỏa hoàng cam hay là trồng những cái trụ hỏa hoàng cam cực kỳ rất là xinh đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cái hàng sẽ cho hoa vào thời điểm mùa xuân ạ. Và sang bên này đây thì em đang có cái dòng long tu xuân. Dòng long tu xuân thì không phải lúc nào, thực sự thì đúng là một năm trời rồi thì em mới có cái dòng long tu xuân này về. Cái thời điểm đẹp trong năm để cô chú anh chị mình có thể ghép những cây long tu xuân, dòng một cái dòng lan mà có những bông hoa xinh đẹp sai chi chít mà dễ thuần dễ chăm. Và cái dòng long tu xuân này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Cô chú ý chị thấy cái thời điểm bây giờ là những cái thời điểm mà rất là đẹp để mình có thể ghép những dòng lan thân thòng này đấy ạ. Và sang bên này đây là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ đây cô chú ý chị nhá. Hàng cũng thân xanh mướt như vậy kìa cô chú ý chị. Mỗi mà em bán có 100.000 cho 1 kg thôi ạ. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi, 30.000 hay là 50.000 nửa kg để cô chú ý chị có ngay những cái giỏ lan với những bông hoa vàng với môi tua độc đáo đẹp để thưởng thức hoa cô chú ý chị nhá. Và sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan nào. Đây là những cái cây dáng hương đuôi chồn này. 1-2 tháng nữa thôi là sang xuân rồi, nên là cái thời điểm bây giờ cây đã hàng đã bắt đầu là lên giá cô chú anh chị ạ. Nhà vườn nhập vườn rất là nhiều luôn và hàng lên giá. Tuy nhiên thì cái lô này vẫn để giá rẻ, siêu rẻ cho cô chú anh chị mình. Đó là 160.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Đó, 160.000 cho 1 kg thôi ạ. Cây rất là xinh đẹp như vậy. Và dáng hương bạch nhạn này, hôm nay thì bên đầu mối bên cửa rừng đã báo về lên giá rồi. Nói chung là chuẩn bị sang xuân thì cái dòng nào cũng lên giá luôn cô chú anh chị. Giá em bay hôm nay em vẫn để giá cho cô chú anh chị mình là 160.000 trong kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg nhé cô chú anh chị nhé. 0,3 kg cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng hoa màu trắng này ạ. Và hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ luôn. Và sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan kiếm đỏ Bắc Đô. Kiếm đỏ Bắc Đô, một cái dòng lan mà có mùi hương thơm mật ngọt rất là quyến rũ ạ. Và cái dòng này thì thời điểm bây giờ cũng đang bắt đầu là có những cây nhú nụ nhé. Kiếm đỏ Bắc Đô, giá em bán ở đây đang là 190.000 cho 1 kg thôi, dễ thuần dễ chăm với những cái bông hoa thơm, mùi mật ngọt rất là tuyệt vời. Sang bên này đây là một cái dòng hàng quốc dân ạ, dáng hương tam bảo sắc nhé cô chú anh chị nhé. Hàng đẹp mộng mơ luôn như thế này. Đó, hàng tuyển chọn là những cây lớn. Đây cô chú anh chị này, những cây lớn. Mỗi một cây như vậy có thể cho tầm 2-3 chùm hoa và hàng bản lá ngắn rất là đẹp như thế này đấy ạ. Là những hàng tuyển chọn để cô chú anh chị có thể trồng sưu tầm mỗi một cây cho những cái giỏ lan hoa rất là đẹp tuyệt vời luôn. Em bán ở đây đang là 160.000 trong 1 kg. Hàng lá xếp rất là đẹp và bản lá dày dặn nhé cô chú anh chị nhé. Bản lá rất là dày, cô chú anh chị nhìn có thể nhìn lô hàng thì biết này. Với những cây to và đẹp như thế này, cô chú anh chị không cần phải mất nhiều công chăm sóc mà vẫn có thể tạo ra những tác phẩm rất là tuyệt vời đấy ạ. Bên này đây thì là những cho cô chú anh chị nào thích những cây mà gọi là dài đây, đẹp đây cô chú anh chị. Trồng lên là có những cái giò lan nhìn đã mắt luôn đây. Cái lô này em gọi là lô số 1 này, cây rất là dài và đẹp, cô chú anh chị ghép lên là đẹp mê luôn ạ. Em bán cả lô này với giá có 90.000 thôi ạ.
Lô này có 90.000 thôi cô chú anh chị nhá. Lô số 2 cũng nguyên một rề, mới cây này dài, cây mẹ con này cô chú anh chị. Nói chung là bây giờ cái hàng mình vặt lấy ở trên rừng về ấy, nhìn cây có phần rũ rượi như vậy thôi mà khi mà lên giò chắc chắn nó sẽ rất là đẹp này cô chú anh chị. Lên nguyên rề luôn, giò luôn như vậy cây sẽ được cái giò lan sẽ rất là đẹp luôn. Và giá ở đây em cả lô này em bán có 90.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Có hai lô. Cái lô bên này thì ít cây hơn nhưng mà rất là chất lượng, và lô bên này nhiều cây hơn. À, cũng đồng giá có 90.000 ạ. Và lô hoàng thảo u lồi hôm nay em sẽ bán rẻ sập sàn. Đây là cái dòng u lồi rừng cô chú anh chị ạ. Dòng u lồi rừng thì nó sẽ có cả thân già lẫn thân tơ. Tuy nhiên ý, thì là cái thân tơ hàng cũng đã lọc tỉa rất là kỹ, gần như là một thân già kèm theo chỉ có một một thân tơ kèm theo một thân già thôi. Bình thường em bán là 190.000 cho 1 kg, hôm nay em sẽ bán xả hàng đẹp nhất cô chú anh chị nhé, không phải hàng xấu ạ. Hôm nay em bán xả để em lấy một cái lô hàng mới, bởi vì là nhiều cô chú anh chị ấy thì là thích lấy những cái cây mà có nhiều thân hoa ấy ạ. Nên là em sẽ nhập những cái hàng mà có toàn bộ đều là thân hoa, nên là em sẽ xả cái lô hàng này. Đó, hàng rừng thì nó sẽ rất là khỏe, còn những cái hàng mà nó toàn bộ đều thân hoa kia ấy thì hàng nó sẽ là những cái cây mà được trồng ở vườn ấy cô chú anh chị, thì mình chơi hoa nó sẽ rất là thích. Chơi hoa sẽ rất là thích và được nhiều thân tơ hơn. Nên là nói chung là tùy cô chú anh chị mình lựa chọn thôi. Thì cái hàng này thì em xin phép hôm nay bán xả hàng nhá, 170.000 cho 1 kg. Đó. Cái giá này gọi như là giá không có lợi nhuận và cũng không có công đóng hàng luôn. Đấy, cái giá của hoàng thảo u lồi siêu rẻ cho cô chú anh chị mình như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nào mà yêu thích những cây lan rừng, một trong những dòng lan gọi là đẹp nhất trong tất cả những cây hoa lan đây, hôm nay xả rẻ sập sàn như vậy đấy ạ. Và cô chú anh chị lưu ý cho em nhé, là những cây rừng thì bao giờ nó không thể nào mướt như là cái cây lan mà bắc vườn được. Và những cái đầu ngọn có thể là bị gãy một xíu xíu như thế này thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm cho em. Đó, mầm gốc thì đang lên rất là xinh đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan hoàng thảo trúc Phật Bà. Một cái dòng lan mà thơm từ ngay thân lá rồi, mùi hương thơm ngai ngái. Ngai ngái như cái mùi thuốc bắc, tạo cái cảm giác cực kỳ là thư giãn và dễ chịu luôn. Từ những cái cây thân trúc Phật Bà này này cô chú anh chị. Hàng này thì vặt hết lá rồi. Cô chú anh chị mua thì siêu lợi cân luôn. Đó, em thì bán lỗ vỡ mặt luôn cô chú anh chị nhá. 1 kg bán với giá là 400.000 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi, tức là 120.000 thôi ạ. Là cô chú anh chị mình có những cái giò trúc Phật Bà để mà thưởng thức rất là xinh rồi. Thì ở đây cái dòng trúc Phật Bà này người ta quan niệm là không chỉ hoa thì về nói về hoa thì đậu đẹp thì không phải bàn, tuyệt vời luôn. Tuy nhiên người ta còn mang một cái quan niệm rằng những cây trúc Phật Bà này Tết đến xuân về có một cái giò lan trúc Phật Bà trong nhà, ta quan niệm rằng là sẽ đem đến cái sự an lành và cái vận may cho gia đình ấy cô chú anh chị. Em bán xin nhắc lại giá ở đây là 400.000 trong 1 kg, tuy nhiên bán ngay từ 0,3 kg là 120.000 cô chú anh chị có những cây trúc Phật Bà đẹp rồi. Sang bên này đây thì em đang có một cái lô đai châu rừng bắc trụ này. Giá của châu rừng bắc trụ chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn ạ. Ở đây thì chỉ có 200.000 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. 200.000 cho 1 kg dòng đai châu rừng bắc trụ. Cái thời điểm vàng trong năm thì cô chú anh chị mình trồng cây lan vừa được thưởng thức hoa mà lại một cơ hội thời điểm đẹp để mình có thể chăm sóc những cây lan này với độ phát triển mạnh nhất nhé cô chú anh chị nhé. 1 kg 200.000 thôi, số cây sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 4 cây ạ. Cô chú anh chị mình lấy giúp em khoảng tầm 2 kg là có những cái tác phẩm tuyệt vời mà số tiền chỉ có 400.000 đúng không ạ. Giò đai châu nghinh xuân ngọc điểm để thưởng thức hoa Tết tuyệt vời luôn rồi. À đây hoàng thảo u lồi này cô chú anh chị này, em còn có một cái lô hàng này toàn bộ đều là thân tơ, những cái lô hàng rất là đẹp đây cô chú anh chị. Rất nhiều thân tơ đây, những cái cây nó ngắn cô chú anh chị ạ. Cái lô này em gọi là cái lô số 3 nhá cô chú anh chị nhá. Với giá ở đây đang là 100.000 cô chú anh chị này. Lô số 3 100.000, cây này thì vẫn cứ cho nụ cho hoa bình thường. Toàn bộ đều là thân tơ hết, rất nhiều thân tơ. Và phần số 2 này cô chú anh chị này. Cũng với giá 110.000. Và phần số 3 đây ạ, cũng với giá 110.000, toàn bộ đều là thân tơ như vậy. Đó, 110.000 cô chú anh chị được cái giò lan cây giống to nhiều ú như vậy rồi. À, lô trúc Phật Bà nhé cô chú anh chị nhé. Lô hoàng thảo u lồi chứ ạ, hoàng thảo u lồi chứ ạ, hoàng thảo ngũ tinh ạ. À, rồi đây ạ, đai châu thì lúc nãy em vừa giới thiệu xong, em có bán hàng cân bên kia có 200.000 thôi ạ. Hoặc cô chú anh chị mình chọn kỹ thì chọn theo hình ở đây cho em này cô chú anh chị này. Thì ở đây em đang có các cái hình này em gọi là cái hình số
Hình số 24 nhé cô chú anh chị nhé. Hình 24, một cặp đai châu rừng bắc trụ mà nhiều cặp lá to đẹp như thế này. Giá đây chỉ có 160.000 thôi. Đó, thay vì cô chú anh chị đi mua một chậu một cây thôi có thể lên đến 200.000 rồi đúng không ạ? Cô chú anh chị cứ lấy giúp em về tự ghép đi ạ. Châu này thì cực kỳ là dễ thuần dễ chăm, cô chú anh chị mình yên tâm. Giá thì không bằng một nửa cái giá của hàng thuần luôn ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 25 này, 140.000 cho ba cây này. Và hình 26, một cây to bự chảng, cái tán lá có thể gần đến cả đạt đến 35 cm, độ dài của nó ấy, cô chú anh chị nhé. Với giá ở đây em đang bán là 120.000. Và sang hình tiếp theo, hình số 27 này, cũng là một cây rất là to ở đây, giá cũng là 120.000. Và hình 28 ạ, 160.000 cô chú anh chị nhé. À đâu, 120.000 chứ, một cây siêu to khổng lồ. Và sang hình số 29 này, một cây rất nhiều cặp lá ở đây, 140.000. Rồi ạ, ngoài cái dòng đai châu rừng thì em còn có những cái cây đai châu Thái mà lẻ sẽ rẻ hơn cả sỉ luôn cô chú anh chị nhé. Hàng này thì bên em nhập trực tiếp về và chủ yếu bán chạy số lượng nên là giá thì cực kỳ cạnh tranh, đảm bảo cô chú anh chị rằng mua lẻ nhưng mà thậm chí rẻ hơn cả giá sỉ ạ. Một cây đai châu, một chậu châu đai châu như thế này đó, một cây đơn hoặc là một cây đôi rất là đẹp đúng không ạ? Em bán đồng giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. Đồng giá 180.000, cây đơn thì rơi vào 6, 7, 8 cặp lá trở lên. Còn chậu cây đôi rất là tuyệt vời như vậy. Thì ở đây cô chú anh chị mình có thể chọn lựa cho em. Chọn lựa cho em theo hình nhé cô chú anh chị nhé. Có thể chọn theo cho em theo hình. Mặt hoa này cô chú anh chị này, đai châu thì cô chú anh chị không phải lăn tăn về cái vấn đề là chọn phải cây này hoa có đẹp hay không cô chú anh chị ạ. Mặt bông nào cũng rất là tuyệt vời như vậy đấy ạ. Dạ đây ạ, cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em. Mặt hoa thì mặt nào cũng miễn chê cô chú anh chị nhá, lung linh luôn ạ. Thì ở đây em đang có cái hình này gọi là, em xin phép được giới thiệu từng hình một. Em giới thiệu cặp đôi trước này cô chú anh chị nhìn này, đẹp chưa ạ? Quá tuyệt vời. Về chỉ việc treo lên và thưởng thức hoa thôi cô chú anh chị nhá. Chậu này em gọi là chậu số 14 này, 180.000 đây cô chú anh chị, 15. Đó, cái bản lá này to như cái lòng bàn tay luôn. Đó. Giá này có phải rẻ hơn cả giá sỉ không ạ? Cô chú anh chị, rẻ hơn cả giá sỉ luôn nhé, cô chú anh chị nhé. 180.000 ạ, hình số 15, hình số 16, 180.000. Và hình số 17 cũng là 180.000, chậu đều là cặp đôi ạ. Và chậu số 18 cũng là 180.000 ạ. Chậu số 19 này, cô chú anh chị này, đẹp mê luôn, 180.000. Chậu số 20 cũng 180.000. Và bên này là những cái chậu mà chỉ có một cây thôi nhé, cô chú anh chị nhé. Nhưng mà lại rất nhiều cặp lá đây ạ. Chậu này 2, 4, 6, 7 cặp lá nhé. 180.000 cho chậu này này cô chú anh chị này. Về lên trụ đẹp mộng mơ luôn. Và hình số 22, cây này cái đầu ngọn này, cây này không biết là cái một mặt hoa của nó như nào nhưng mà nhìn thân rất là đẹp. Hơi bị dập lá đây một chút xíu nhá cô chú anh chị nhá, nhưng mà nhìn vẫn rất là đẹp đúng không ạ? Cây xếp rụt rịt như vậy. Cây này em bán 180.000. Và hình số 23, 180.000 cho cây này cô chú anh chị nhá. Rất nhiều cặp lá luôn, 2, 4, 6, 7 cặp lá. Đó, hàng xếp rụt rất là đẹp như thế này. Rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hài mốc hồng này cô chú anh chị này. Hàng đã có mèo nụ to đùng luôn rồi. Vài chục nghìn cô chú anh chị mình ghép mỏi tay đây này. Cây đang mèo nụ rồi cô chú anh chị nhá. Tuy nhiên thì em không có bán mèo riêng ạ. Không bán mèo riêng đâu cô chú anh chị nhá. Em sẽ bán chủ yếu là bán hàng giống thôi. 150.000 cho 1 kg. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị ạ. 0,3 kg cô chú anh chị mình về ghép mỏi tay luôn. Đây cả một lô như vậy. Vài chục cây cho đến cả trăm cây luôn. Chỉ có giá 45.000. 45.000 cô chú anh chị mình ghép mỏi tay, dòng hoa nở vào thời điểm Tết. Đây ạ, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm những cái mặt bông vô cùng là xinh đẹp của dòng lan hài mốc hồng này cô chú anh chị. Em dám đảm bảo cô chú anh chị rằng khi mà cô chú anh chị có một cái giòn lan hài mốc hồng mà nở trong nhà, cô chú anh chị sẽ đi ra đi vào, mỗi lần đi ra đi vào sẽ đều muốn vuốt ve và muốn ngắm nhìn nó, thực sự rất là xinh đẹp. Đó, có 45.000 cho cả một cái lô hàng như vậy. Ghép mỏi tay cô chú anh chị nhé. Và bên này ạ, em có một cái lô hài trần liên này. Lô hài trần liên này thì về cô chú anh chị lẫn vài cây hài mốc hồng vào đây rồi. Về ghép ít ra cũng được phải được 2-3 chậu nhá. Giá đây là 150.000 cho một cái lô hài trần liên này. Và đây ạ, dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Cái mùa ghép chơi hoa kiều một cách trọn vẹn nhất đây cô chú anh chị. 320.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình cô chú anh chị nhá. Hàng cắt tỉa kỹ luôn cô chú anh chị ạ.
càng về sau giá càng lên. Cái dòng kiều này này, cứ đến mùa hoa thì giá càng lên, cái mắt lụa sưng rất là lớn như thế này rồi cô chú anh chị. Ở đây em đang có cái hình này, gọi là cái hình số 30 ạ. Cả một lô gồm có 2 dề tuyệt vời như thế này ạ. Và hình này em xin phép được bán với giá có 180.000 thôi. Đó, có một cái giò lan kiều to đùng luôn, kiều tím to đùng luôn nhé. Và hình số 31 này, 200.000 cho nguyên 2 dề này. Hình số 32 nguyên một dề 160.000 thôi ạ. Và hình số 33 cũng là nguyên một dề này, hàng nguyên dề như vậy thì gần như là nguyên bản luôn ạ. Chỗ này có 180.000 thôi cô chú anh chị, nếu mà lên chậu chắc chắn phải hơn 300 đúng không ạ? Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 34, chỗ này 2 dề ạ. Hai dề này với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 35 180.000. Đó, quá đẹp mộng mơ đúng không ạ? Hoặc là cô chú anh chị mua theo cân cho em cũng được, 320 1 kg. Và bên này đây ạ, là những cái mặt bông dendro hot nhất mà có lẽ là bất cứ một ai chơi dòng dendro đều muốn sở hữu và sưu tầm này cô chú anh chị này. Đầu tiên là cái dòng dendro chớp bịp nổi tiếng với cái mặt hoa đẹp, cũng như là hương thơm thì nhức mũi nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng đen đô chớp bịp này, thời điểm bây giờ là cây đang vòi nụ này cô chú anh chị này, cực kỳ là bền và rất là thơm. Tất cả những cái chậu này nó sẽ rơi vào khoảng 3 giả hành ngắn nhỏ như vậy, dài ngắn như vậy nhá. Và giá đây đang là 150.000 cho một chậu. 150.000 cho một chậu hả, cái hàng này thì bảo hành mặt hoa luôn, tất cả là đều đang nụ về cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn nhá. Và sang bên này đây ạ, là cái dòng lan đen đô chớp tím đỏ. Dòng dendro chớp tím đỏ, hàng bên em là bảo hành mặt hoa nhé. Đây là cái dòng hàng ươm ki cô chú anh chị. Nó là hàng ươm ki nên bên em bảo hành mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn ngay thân này. Nó là cái hàng ươm ki và chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình ạ. Đã, rất là đẹp luôn như thế này. Cây thân mập nú và thậm chí thì đã có những cây nó đã bắt đầu là cho nụ rồi đây cô chú anh chị này. Và một cái chậu dendro chớp tím đỏ này thì cô chú anh chị nào mà đã từng sưu tầm và đang có ý định sưu tầm thì biết cái độ đắt đỏ và cực kỳ là hot của nó rồi đúng không ạ? Và một cái chậu dendro chớp đỏ tím như vậy ít nhất là rơi vào 3 thân ngắn dài cô chú anh chị nhá. 3 thân ngắn dài. Như cái chậu này thì có 2 thân nhưng mà đang có nụ rồi này cô chú anh chị này, rất là đẹp luôn. Đó, nhưng mà đa số là từ 3 thân nhá cô chú anh chị nhá, 3 thân 4 thân. Rất là đẹp như thế này. Thì em bán có 350.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ, 350.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Một nhánh chớp tím đỏ này thôi người ta bán đến bao nhiêu ạ? 234.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đèn đồ chớp tím đỏ đây ạ. Không hề rẻ một chút xíu nào đây. Một cái chậu như thế này người ta bán đến bao nhiêu ạ? 6 giờ trước đây ạ, nguyên 6 giờ trước đây nha cô chú anh chị nhá. 1.299.000 ạ. Hàng của bên em là bảo hành mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình nhá. Đó, giá thì đảm bảo cực yêu thương như vậy cho cô chú anh chị, 350.000 cho một chậu. Còn chần chừ gì nữa mà không sưu tầm ạ. Và sang bên này đây cũng là những cái cây lan mà mệnh danh là dòng cát lai a, mệnh danh nữ hoàng của các loài lan đây cô chú anh chị. Một cái mặt bông trắng nõn nà, lưỡi tím và họng vàng rất là đẹp này cô chú anh chị này. Và một cái mặt bông mà cánh hoa màu vàng chuối và lưỡi tím họng vàng. Một cái mặt bông nữa là son môi, hoa cánh cam và son môi son rất là xinh đẹp luôn đẹp, thơm nức nở nhá. Và tất cả đồng giá em bán là hôm nay thì hàng này là hiện tại. Và ngoài ra thì em còn có cái mặt bông khác nữa, đó là cái mặt bông màu cam và màu tím nhá. Đồng giá em bán hôm nay là 80.000 cho một chậu cho cô chú anh chị mình thôi. Đó, 80.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Hàng bên em bảo hành chuẩn mặt bông cây giống và có những cái bụi nó rất là to như thế này cô chú anh chị này. Bụi rất là to như thế này. Đó, mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan đây. 80.000, đồng giá 80.000 cô chú anh chị ạ. Và bên này đây là những cây lan Vanda này cô chú anh chị nhìn cho em. Đếm như vậy là cô chú anh chị cũng thủ đủ biết là nó bao nhiêu cặp lá và nó đẹp như nào đúng không ạ? Tất cả là hiện tại đều đang nụ nhá. Lẻ rẻ hơn xỉ luôn cô chú anh chị. Ở đây thì hiện tại em còn có một cái mặt bông duy nhất là một mặt bông tím này thôi này cô chú anh chị này. Nhìn như vậy thôi nhưng mà cô chú anh chị tưởng tượng rằng là khi mà nó nở hoa tại vườn, một cái mặt bông tím như vậy nó rất là độc đáo và tuyệt vời luôn đúng không ạ? Và một chậu như thế này em bán có 90.000 cho một chậu thôi nhá cô chú anh chị nhá. Đáng thưởng thức và đáng sưu tầm. À, cái lô hàng này hiện tại thì em cũng đang đặt một cái lô Vanda mới bên Thái về. Tuy nhiên thì hiện tại là cái đầu giá đồng bạc đang lên nên là chắc chắn là sẽ không có được cái giá rẻ như vậy nữa đâu ạ.
không được cái giá rẻ như này nữa đâu cô chú anh chị nhá. Trước đây thì mỗi một lô trước đây thôi em đã bán đến 130.000 thôi rồi đấy ạ. Còn cái lô này thì bán giá nó rẻ, là chỉ có cây rất là đẹp, có 90.000 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây là dòng lan cửu bảo tiên này. Đó, cửu bảo tiên nhé cô chú anh chị, cũng là hàng chạy số lượng của bên em đây. Cửu bảo tiên 80.000 cho một giò. Và những cái chậu cửu bảo tiên này thì nhìn như vậy thôi, năm trước mỗi một cây đã cho từ 1 cho đến 2 cần hoa rồi. Và em khẳng định rằng là riêng cái dòng cửu bảo tiên này đáng chơi, đáng sưu tầm, hoa to như cái chén mắt trâu, cực kỳ là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Đó. Nên là một cái cây lan như vậy, người ta đã lấy lai tạo giống giữa cây cửu bảo tiên và cây hoàng nhạn, tạo ra cây Corat Koki đấy cô chú anh chị. Mặt đông của nó là mặt đông của dòng cửu bảo tiên ấy, rất là tuyệt vời luôn nhé cô chú anh chị nhé. Năm ngoái đã cho những cái bông hoa như vậy rồi, nên là chắc chắn là mùa xuân tới là cô chú anh chị những bông hoa, đảm bảo cô chú anh chị là có những cái vòi hoa rất là đẹp. Cây khỏe khoắn, tầm phát triển mạnh nhất của cây lan, với giá chỉ có 80.000 trong một cây thôi. Cô chú anh chị lấy giúp em hai cây là 160.000, có một cái chậu lan tuyệt vời luôn ạ. Cửu bảo tiên tuyệt vời luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ, là những cái chậu đen đô xuân. Dòng đen đô xuân đủ mặt hoa hết luôn đấy cô chú anh chị. Hàng hiện tại là đang nhú nụ. Và tất cả những cái giò lan này ạ, thì sẽ với cái tầm nụ như thế này thì em nghĩ rằng là sẽ vô cùng là chuẩn hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Thân nụ mỗi một thân to hơn cả cái ngón tay cái của em. Đó, tuyệt vời như thế này. Đấy ạ, rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Nụ như thế này. Em xin phép được bán một cái chậu như vậy, chỉ với giá có một chậu như vậy rơi từ ít nhất là 4 thân hoa ngắn dài nhé cô chú anh chị nhé. Ít nhất là 4-5 thân hoa ngắn dài. Đó, chậu cao và rất là đẹp luôn như thế này. Thân nào thân đấy to như cái ngón tay cái luôn. Và em xin phép được bán với giá là 160.000 cho một giò. 160.000 cho một chậu thôi nhé cô chú anh chị nhé. Hàng này thì em thấy là người ta hiện tại có những nơi người ta đang bán đến 230.000 vào bao ship. Đó, cô chú anh chị thấy này. Nhiều nơi người ta bán 230.000 bao ship ạ. Ở đây thì em chỉ cần bán đến là bao nhiêu ạ? 190.000 thôi là em bao ship rồi nhé cô chú anh chị nhé. 190.000 em bao ship rồi. Cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị cứ bảo rằng là hàng bên nọ bên kia người ta bao ship đúng không ạ? Giá của em thì nó quá rẻ như thế này và em sẽ không bao ship ạ. 160.000 cho một giò lan. Và dòng đen đô xuân này thì với cái độ bền nó phải hơn 2 tháng và đủ màu sắc tuyệt vời luôn. Đây là cái mặt hoa của dòng Dendro này cô chú anh chị này. Mặt nào cũng không có điểm nào chê được luôn. Đấy ạ, nó rực rỡ như thế này. Đây cô chú anh chị, đẹp mộng mơ luôn. Thơm, có độ bền phải tầm hơn 2 tháng. Sai hoa chi chít như vậy. Và ngoài ra thì em còn có những cái chậu mà nó không có nụ thì em chỉ bán có 150.000 thôi. Mà chậu thì rơi vào 7-8 thân. 7-8 thân luôn. Đây này cô chú anh chị này, cũng cùng dòng như vậy nhưng mà chưa nhú nụ nhá. Thì chỉ có 160.000 và nhiều thân hơn nó sẽ rơi vào 7-8 thân. Còn cái hàng này chỉ rơi 4-5 thân trở lên thôi cô chú anh chị nhá. Đó. Hoàng thảo chuỗi ngọc ạ, với những cái thân thắt đốt sáng bóng như thế này. Đây có những cây đã bắt đầu là sưng mắt nụ đây cô chú anh chị nhìn ạ. Đây em soi kỹ cô chú anh chị thấy ạ. Và với những cái chậu thân căng mướt như thế này thì không có lý do gì mà nó không cho mình những cái bông hoa đẹp mộng mơ. Một cái dòng lan không chỉ đẹp thân lá mà không chỉ đẹp hoa mà thân lá vô cùng là đáng thưởng thức như thế này. Thì một cái chậu lan chuỗi ngọc như vậy em bán có 160.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 160.000 cho một chậu và rơi vào từ 6-7-8 thân hoa trở lên. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hoàng thảo kèn này cô chú anh chị này. Cái dòng hoàng thảo kèn đây, thân căng mướt luôn. Hàng này thì để bao nhiêu lâu cũng được nhé cô chú anh chị nhé. Đã thuần sẵn trong chậu rồi nên em cũng không phải băn khoăn cái gì nhiều. Đó, thân căng mướt đẹp như thế này, thậm chí hoàng thảo kèn có những lúc em bán hàng về ạ, có những lúc nó còn nở hoa trước cả thời điểm Tết luôn. Một cái chậu rơi vào khoảng tầm 3-4-5 thân trở lên. Đấy, nếu mà nó nhiều thân thì nó sẽ ngắn nhé cô chú anh chị nhé. Đảm bảo mỗi một thân như thế này sẽ là một cái suối hoa tuyệt vời luôn ạ. Một suối hoa tím lịm tuyệt vời luôn cho cô chú anh chị. Về cô chú anh chị có thích sang chậu thì sang, mà không cứ để nguyên như vậy cho em nhé cô chú anh chị nhé. Giá đây chỉ có 90.000 cho một chậu hoàng thảo kèn luôn ạ. Chuẩn mặt bông kèn nhé cô chú anh chị nhé. Có 90.000 cho một giò lan thôi. Đó, đảm bảo cô chú anh chị có một giò lan kèn thuần đẹp mộng mơ luôn rồi cô chú anh chị này. Hàng về rất là nhiều, em sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái chậu lan gọi là ưng mắt nhất, với số thân từ 4 thân, 3-4 thân trở lên. Bên này thì em có những cái cây đủ màu sắc này cô chú anh chị này. Cái dòng cây tiên ông, những củ tiên ông trồng 1-2 tháng có thể cho những cái bông hoa đủ sắc màu như vậy và rất là thơm.
Và người ta cũng quan niệm rằng cây đấy, cây này nó sẽ mang đến vận may và sự an lành. Trồng trong phòng khách hay bàn làm việc. Cô chú anh chị có thể trồng đất hoặc là trồng thủy thủy canh như thế này cô chú anh chị nhá. Giá đây là 30.000 cho một cây ạ. Anh đạm Indo đây ạ, giò to khủng luôn nhá cô chú anh chị. Cái giò to khủng luôn, mỗi một cái chậu như thế này một giả hành có thể cho mình từ 1 cho đến 2 chùm hoa. Giá tiền chỉ có 220.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị. 220.000 cho một chậu thôi. Hoa này thì siêu thơm ạ. Cái dòng này hoa siêu thơm nhé cô chú anh chị. Địa lan quân tử đây cô chú anh chị. Một cái trồng dòng lan mà không chỉ tạo không gian xanh đẹp trồng trong nhà, tạo không gian xanh đẹp mà nó còn giúp mình loại bỏ chất khí độc hại trong không khí hay tivi. Và chắc chắn là những cây này về thì trồng vừa đẹp luôn và không làm cô chú anh chị mình thất vọng về cái độ to và đẹp của nó đâu ạ. Lá nhăn, lá ngắn rất là tuyệt như vậy. 70.000 cho một chậu thôi. Sang bên này đây thì em đang có những cây cũng trồng trong phòng khách đẹp mộng, đẹp tuyệt vời với độ bền vài tháng nhé cô chú anh chị nhé. Là những cây sống đời đây cô chú anh chị. Để trong phòng khách hay bàn làm việc xinh đẹp vô cùng ạ. 40.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị này. 40.000 cho một chậu cô chú anh chị về có thể trồng ra chậu khác hoặc là trồng ra đất tùy cô chú anh chị. Để trưng trong phòng thì cô chú anh chị có thể trồng ra một chậu khác xinh đẹp hơn. Cái hàng trồng sẵn trong chậu nhựa như này này. Giá chỉ 40.000 và em có 2 3 màu sắc như vậy nhá. Màu tím phớt hồng, màu đỏ rực rỡ và màu cam. Bên này đây là cái dòng đen đỗ mắt đen, hàng thân nú và hiện tại cây cũng đã bắt đầu là nhú nụ rồi. Đẹp nhú nụ rồi cô chú anh chị nhá. Chậu thì khoảng tầm cả chục thân như thế này đẹp lắm luôn ạ cô chú anh chị. 220.000 cho một giò, rất là tuyệt. Sai nụ chi chít luôn nhá cô chú anh chị nhá. Đây này. Đó, đây ạ cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Gần như tất cả các thân đều đang sưng nụ sai vô cùng luôn. Và ở đây ạ là những cái giò lan. Những cái giò lan đây là những cái giò giả hạc Pháp. Cô chú anh chị nhìn cho em với những cái thân chậu nào chậu đấy. Với những cái thân thuôn dài và mềm mại như thế này này. Cái dòng này thì cái độ sai bông của nó thì không phải bàn. Sai hoa từ gốc đến ngọn và không cần phải kích. Hoa vẫn cứ sai tự nhiên, tuyệt vời nhá cô chú anh chị nhá. Giá của một chậu giả hạc Pháp như thế này là chủ hoa Tết ạ. Với giá chỉ có 130.000 cho một cái chậu giả hạc Pháp này thôi ạ. Đây bông hoa giả hạc Pháp đây, sai hoa từ gốc đến ngọn luôn. Như thế này cô chú anh chị nhá, mỗi một thân sẽ là một suối hoa. Đó, chậu thì trên dưới cả chục thân rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị này, với thân mềm mại luôn ạ. Và bên này sẽ là cái dòng lan giả khao oai, cái dòng này thì quá nổi tiếng rồi, quá là cây giống lâu rồi. Trước đây người ta bán theo thân, thân vài trăm nghìn, hơn trăm nghìn đúng không ạ? Bây giờ cả một chậu ít nhất là 6 thân trở lên như này em bán có 130.000 thôi. Cũng là dòng hoa chủ vào thời điểm Tết. Với cái thân hiện tại đã thắt đốt rất là cứng cáp đẹp hết như thế này rồi. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan. Đây, Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố nhé cô chú anh chị nhé. Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố ạ. Hàng đẹp mộng. Hàng cây như vậy thôi nhưng mà siêu có võ luôn ạ. Trên dưới chục thân. Khi mà nở hoa thì sai vô cùng như vậy đấy ạ. 100.000 cho một chậu. À bên này đây ạ là những cái cây kiều tím miền Trung, tím theo đúng chuẩn kiều tím miền Trung đâu, kiều tím Thái chứ cô chú anh chị, dễ thuần dễ chăm, cho hoa đẹp, cho hoa đẹp tím mà không làm cô chú anh chị mình thất vọng về cái độ tím của nó cô chú anh chị này, là dòng lan kiều tím Thái hàng chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình. Đây, cái thân của nó vương vức như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Và chậu nào chậu đấy hiện tại đang có những cái chậu này sưng mắt nụ rồi cô chú anh chị đây. Những cái chậu như thế này sau này cây mẹ cây ngắn về cô chú anh chị trồng 1-2 mùa xuân tới này có thể cho những bông hoa rất là đẹp rồi. Trồng 1-2 năm có thể cho tác phẩm như vậy đấy ạ. Một cái chậu như thế này có 170.000 thôi. Cô chú anh chị nào đã từng chơi rồi thì biết, muốn đã có một chậu là muốn có đến chậu thứ hai. Với cái độ hoa rất là đẹp như thế này, chuẩn mặt bông luôn như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Thay vì mua một thân kiều tím vài 300.000 cô chú anh chị, tội gì ạ? Lấy những cái tác phẩm như thế này có 170.000 đúng không ạ? Và bên này đây là những cái chậu kiều Lộc Bắc cho cô chú anh chị nào đang cần tìm đây. Hôm nay em để giá xả luôn 150.000 trong một cái chậu kiều Lộc Bắc này thôi. Và bên này đây sẽ là dòng hoa nở chuẩn Tết luôn. Em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị mình nở chuẩn Tết luôn, đó là những dòng lan giả hạc chấp Mỹ ạ. Siêu thơm và siêu sai hoa nhé cô chú anh chị nhá. Thân nào thân đấy to đùng luôn này. Cô chú anh chị có thể thấy này. Sưng mắt nụ. Dạ. Đây cô chú anh chị, em soi kỹ để cho cô chú anh chị có thể nhìn thấy ạ. Là nó đã sưng mắt nụ như thế này rồi đây cô chú anh chị này, chuẩn bị đập nụ hoa ra khỏi thân nhé cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị mình nếu như ai mà muốn, đang có ý định mà muốn sở hữu những cây lan đẹp, những cái bông giả hạc chấp Mỹ để mà thưởng thức hoa Tết ạ, thì đừng bỏ qua cái giai đoạn này mà hãy lấy đi ạ.
Chứ còn khi mà cây đã bật nụ ra khỏi thân rồi thì kiểu gì đóng gói vận chuyển nó cũng sẽ bị hỏng nụ nhá cô chú anh chị nhá. Còn cái tầm bây giờ thì thoải mái luôn cô chú anh chị, từng thân một sẽ là những cái thân hoa căng đẹp, thân rất là to mập luôn cô chú anh chị nhìn này, thân to mập, mặt hoa chớp Mỹ đẹp như thế này này cô chú anh chị, siêu thơm nhá. Mỗi một thân thì dài khoảng tầm từ ít nhất là 5-60 cm trở lên. Đó, đẹp mộng mơ luôn. Chậu nào mà chỉ có, nếu như mà chậu nào mà chỉ có 4 thân ý, thì mỗi một thân của nó phải dài từ 80 cm trở lên cô chú anh chị ạ. Em bán một chậu như vậy đồng giá chỉ có 140.000 thôi. À 160.000 chứ cô chú anh chị, 160.000 thôi. Đây là một cái lô hàng mà em ôm được cái giá rẻ nhất mà lại hoa chuẩn Tết nhá cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị đừng có chần chừ nữa ạ. Đây ạ. Nụ chuẩn bị bung ra khỏi thân như vậy luôn rồi đây cô chú anh chị này. 160.000 cho một giò. Và bên này là một cái lô nhạn rừng cây rất là đẹp đây cô chú anh chị. 4 cây. 4 cây nhạn rừng rất là đẹp. Cây này xếp rụt tuyệt vời không cô chú anh chị. 4 cây này xin phép bán là 120.000 nhá cô chú anh chị nhá. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mà không đủ kiên nhẫn thì hãy lấy cho em ạ. Những cái chậu nhạn mà đã được trồng thuần ở đây, đẹp. Đẹp, đúng là đẹp như kiều luôn cô chú anh chị. Một cái lô hàng về này, trồng sẵn trong chậu nhá. Chậu này em gọi là cái chậu số 1 đấy ạ. Chậu số 1 này, 140.000 cho cái chậu này. Hàng trồng sẵn trong chậu nhựa như vậy. Và trồng trong đấy có cả gỗ nữa. Nên là cô chú anh chị về có thể bốc chuyển chậu rất là dễ dàng. Chuyển chậu rất là dễ dàng nhé cô chú anh chị. Không ảnh hưởng cây. 140.000 cho cặp đôi này này cô chú anh chị này. Đó, không khác gì nhạn 4N luôn đúng không ạ? Không khác gì nhạn 4N luôn. Đẹp tuyệt vời như này. À, chậu số 2, một cây rất nhiều cặp lá mà không bỏ lá chân luôn nhé. Và thêm một cây con bên dưới nữa, 90.000 thôi ạ. Và hình số 3 này cô chú anh chị này, chậu này cũng là một cặp đôi hai cây. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Em bán 140.000. Và hình số 4 này cũng là một cặp đôi này cô chú anh chị. Đẹp chưa? Đó, cây rơi ít nhất là 5 cặp lá rất là đẹp như vậy. Giá cũng là 140.000. Và hình tiếp theo, hình số 5 cũng là 140.000. Hình số 6 là một cái chậu có 3 cây luôn. Đó, đẹp như thế này này, 220.000 cô chú anh chị, quá tuyệt vời ạ. 3 cây này quá tuyệt vời. Và hình số 7 này, 150.000 cho cái cặp đôi này nhá cô chú anh chị nhá. Số 8 một cây duy nhất ạ. Rất là to, cái bản lá to đẹp. 90.000. Và hình số 10 này. Số 10 đây cô chú anh chị, một cặp đôi gồm có 2 cây cô chú anh chị, nhìn đếm cặp lá cho em, thêm một cây bên này nữa. 110.000 ạ. Và hình số 10 này. 140.000 cô chú anh chị nhé. Cũng là một cặp đôi gồm có 2 cây. Và hình số 13, hình số 12 đây. Đó, cái bản lá rất là to luôn, lá như lá mít luôn cây này này. Cặp đôi này em xin phép bán 160.000 ạ. Đẹp chưa cô chú anh chị. Và hình tiếp theo là hình số 17, 150.000 cho cặp đôi này. Và hình số 18 cũng là một cặp đôi rất là tuyệt vời. Với giá em cũng bán cặp đôi này là 150.000. Còn bên này đây sẽ là chuẩn nhạn 4N cho cô chú anh chị mình nhá. Đây, cô chú anh chị nhìn là biết rồi đúng không ạ. Giá thì chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn. 140.000 cho một cái cây nhạn 4N. Và hôm qua thì có một anh hỏi em rằng là cây nhạn này có đúng cây nhạn 4N hay không ạ? Cô chú anh chị nhìn thì nhiều anh chị nào mà đã từng chơi lan thì chắc chắn đã biết rồi. Anh ấy bảo rằng là cây này không phải cây nhạn. Em bảo rằng là cái lá cây này thì khoảng tầm 3 sen. Anh ấy bảo rằng là cái cây nhạn 4N lá phải tầm 5 sen. Cây 4 cặp lá mà lấy lá 5 sen thì có lẽ chỉ là lá rau cải thôi đúng không ạ? Dạ. Cô chú anh chị sở hữu giúp em 2 cây ạ. 2 cây là 300.000. Không tội gì bỏ ra tiền triệu để mà mua những cây nhạn người ta trồng 1-2 năm đúng ạ. Với giá cả triệu bạc, hơn triệu bạc thì ở đây cô chú anh chị lấy cho em một cặp đôi 300.000 thôi cô chú anh chị nhá. Là có một cặp đôi nhạn 4N đẹp như ý luôn cô chú anh chị. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu dáng hương đuôi cáo này. Một cái lô cáo mà cây xanh mướt và ngắm lá thôi cũng đủ đẹp. Giá thì rẻ, cái chậu này em gọi là chậu 36, 170.000 thôi, 3 cây ạ, lá dày và cây rất là to như vậy, khỏe như vậy nhá. Hình số 37 cũng là 170.000 đây cô chú anh chị, ngắm cây cho em đẹp chưa ạ? Và hình số 38 170.000. Hình số 39 đây cũng 170.000, cũng là chậu 3 cây. Đó, tùy cô chú anh chị mình lựa chọn. Ngắm thân thôi cũng thích luôn rồi. Cái dòng cáo Cao Bằng nổi tiếng với cần hoa dài đúng không ạ? Chậu này xin phép bán 230.000 này, chậu này 4 cây lá xếp. Và hình số 41 cũng 170.000. Và đây là những chậu lan kiếm Phan Trí. Dòng này thì không chỉ chơi hoa mà ngắm thân lá cũng xinh. Hình 44 110.000, hình 43. Hình 43 với giá là 100.000, hình 42 cũng với giá 100.000. Hoa của kiếm Phan Trí gieo hạt này, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, gần như cái cần hoa dài và rất là thơm.
Một chậu hài gấm duy nhất thôi, cái độ bền của dòng lan hài gấm hơn 2 tháng nhé cô chú anh chị. Hoa này chơi Tết này cô chú anh chị này. Giá là 100 nghìn cho chậu này. Và bên này đây là hai cây hồ điệp lá biên lá phát đài, hàng cốc 3.5. Đó, cốc 3.5 và cây này đang có một cái vòi hoa, bình thường em bán 70, hiện tại em đang để giá 60 nghìn cho cô chú anh chị mình. Và cây bên này cũng vậy này. Đây cô chú anh chị này. Rất là đẹp. 60.000. Và hai lô kim điệp xuân, mỗi một lô như vậy cũng đủ cô chú anh chị có một mùa vàng rực rỡ này. Một thân có thể cho mình vài ba cái chùm hoa mùa này. Thời tiết của năm nay tiết đi sớm nữa nên là chắc chắn sẽ trần hoa Tết. 40.000 cho một lô kim điệp xuân này thôi. Và một cái món quà, một món đặc sản của vùng Cao Bằng, đó là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá là 170.000 cho một túi nửa kg trồng vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000 m vuông nhé cô chú anh chị nhé. 1.000 m ạ. Và ở bên này thì em đang có chè dây với giá 50.000 cho túi nửa kg. Sang bên này đây thì em đang có rất nhiều chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Duy xanh 50.000, Atonic 12.000 cho một gói này. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Và Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000. Và siêu da dễ N3M 30.000. Và liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ. Đã, liền da sẹo đen là 50.000 cho một lọ nhé. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Kin Kin Bun đặc trị thú nhũn 25.000 cho một gói. Và Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000. Và em vẫn có tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt, hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng cô chú chị nhé. Có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt đấy ạ. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.